Trận thi đấu tiếp theo. Yamato vẫn trong tay của game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là cái chiến thuật sẻ cầm chém, nó không cảm giác không mắc binh bằng để cho sẻ cầm AC. Hoàng Mai Nhi quyết định lao ra bắn máu Yamato. Ở đây là sẻ. Như vậy trận đấu này cảm giác cái nền đất của cả hai game thủ đều là bán sa mạc nha, không đẹp cho lắm. Bán sa mạc này nhà của sẻ toàn rừng dừa, toàn rừng dừa. Cảm ơn anh Vũ Toàn đã gửi tặng 50 sao. Vâng, vẫn xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người đã vào theo dõi, những người sẽ vào theo dõi và những người ủng hộ cho cặp đôi của chúng ta. Và đây là một bài game thủ chim sẻ đã thấy bà voi ở một vị trí khá gần nhà chính rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Ngày hôm nay thì chim sẻ đi nắng nhường toàn bộ livestream này cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Món quà sinh nhật mà chim sẻ tặng cho Hoàng Mai Nhi trong ngày đặc biệt này. Và hiện tại con số đặc biệt thì nó vẫn đang dừng ở 24 mấy k đó, em không nhớ chính xác lắm. Ba voi hiêu đầu, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ dành cho sẻ, vẫn chưa đủ dành cho sẻ đâu. Chắc là về lớp có việc gì đấy bận thôi. Chứ ông này ông nói tính của về lớp là cái người hệ cương trực. Ngoài cái việc mà ngoài cái việc mà có cái thuốc mà mọc các chi các mô ra thì về lớp phải hứa cái gì cũng làm được hết. Hiểu ấy là. Ồ, vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thành Công. Cố lên idol và gửi tặng 1023 sao. Có lẽ là tất tay chẳng. Có lẽ rằng một tên mà tất tay đến từ anh Nguyễn Thành Công. Lẻ loi. 1023 ngôi sao. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Công. Anh Công này tặng mỗi lần tặng toàn 1001 với 1001 thôi. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Và cũng cảm ơn bạn Xanh đã gửi tặng sao cho game thủ Hoàng Mai Nhi nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ. Người thì like, người chia sẻ, thậm chí là anh em vì lý do đặc biệt không thể like, không được, không thể chia sẻ được và theo dõi cũng là một cái điều quá tuyệt vời rồi. Như vậy là trận này chim sẻ đi nắng quyết định ép tròn đồ với mỏ hiêu đầu, quả đầu và ba con voi. Khi mà đi dò thêm là không thấy gì. 25 nông dân và kích đời sớm dành cho chim sẻ. Còn đây là game thủ cầm Yamato. Vâng, cảm ơn anh Duy Điệp tiếp tục gửi tặng sao nha. Cảm ơn Nguyễn Hải Yến nữa. Không, em không rõ là 1000 sao là được bao tiền đâu. Em không rõ đâu. Bởi vì em cũng chưa được tặng sao bao giờ. Thế là em cũng chả biết. Chim sẻ bên này chắc là bài kích sớm rồi. Người sớm. Cuối 9 đầu 10. Có luôn được thì càng tốt. Sẻ vẫn công dân, em không công dân thì là kích được đời luôn. Như vậy là 10-15 với bài 25 nông dân cộng 1. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đăng Ái. Em sợ mình vô duyên lắm. Em sợ mình vô duyên. Vâng, cảm ơn Nguyễn Đức Hòa. Cảm ơn Minh Tâm. Cảm ơn anh Phùng Văn Hậu nhá. Mà không sao đâu ạ, em nghĩ rằng của ít lòng nhiều, quan trọng tấm lòng anh em vào đây theo dõi.
và có thêm sao tặng nữa thì nó là niềm vui nhân đôi thôi. Nó là niềm vui nhân đôi. Hoàng Mà Nhi bà đi dâng lò. Và cánh bên này Hoàng Mà Nhi đang gặp nhà mà 4. Đây là nhà BA của game thủ BB. Chúng ta phải đi tìm hốc. Nhiều khả năng đây sẽ là một cái hốc của game thủ BB đấy. Đây, có gỗ chúng ta vẩy những cái e vào đây để nó khiến cho BB nó cảm giác nó nhức nhối. Kể cả là chúng ta có thể không ăn được dân nhưng sẽ làm cho đôi bạn trở nên là bối rối. Nó cuộc. Nó cuộc. Đấy, cứ mỗi bãi gỗ thả một cái BE vào. Đánh cái kiểu này rất khó chịu. Bên này thì Hoàng Mà Nhi đã lên đời rồi, còn BB thì chưa. BB thì chưa, thôi cái bãi gỗ này thôi anh ạ. À, như vậy là BB cũng đã nhảy đời rồi. Bơm cho xẻ một chút thực để có thể kích bánh xe và đánh khỏe hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi vào đây. Những tồn thả chém của game thủ Hoàng Mà Nhi chắc chắn là chưa có bánh xe dành cho game thủ BB được. Ngựa chém của game thủ Hoàng Mà Nhi đã thả vào một mỏ gỗ. Đó, mang ngựa giò mà chọc luôn anh ơi. Tầm này có chém rồi, mình mang cả ngựa giò vào mình thi thố luôn. Cần thiết phải đóng thêm một cái BL ở ngay gần đây nữa để thả chém cho gần không. Không biết là có dâng ai không. Đấy, à tôi thấy là hình như đóng ở gần nhà mà. Đây con ngựa chém bây giờ nó mới tới. Ở BL xa quá. Hai mỏ gỗ, một mỏ gỗ thì nằm gọn gàng dành cho game thủ Huy rồi. Đánh AC thì chúng ta cần phải đợi bánh xe thì mới có thể sản quân được và mới chạy dân được. Còn đánh IA thì chúng ta cần đóng DL. Vâng, chỉ cần đóng BL là có thể xin được ngựa chém rồi. Vâng, vẫn đang khiến cho game thủ Huy là khá yếu nha. Thầu đang tạt chéo. Vâng, thầu đang tạt sang nhà của game thủ Hoàng Mà Nhi. Bên này thì không biết là chim sẻ như thế nào rồi. Sẻ có bị mất mát gì không? Sẻ chui được hốc. Một cái hốc vừa sinh dành cho chim sẻ. Còn đây là 32-944. Chém như vậy là chưa đủ đâu. Tôi nghĩ cũng phải đi cho Bi này nó rát vào. Nó không thở được ấy. Cảm giác cho Bi không tụ được quân thì mới ổn. Chúng ta phải đánh nhiều tay lên. Và một đạo thì sang quản dân của game thủ Tiểu Màn Thầu. Ôi, thầu chưa bánh xe à? Ô đúng rồi này. Vâng, trận này thầu vẫn chưa có bánh xe ở phút thứ 17. Phút thứ 16 rưỡi này. Hơi ngạc nhiên. Có mỏ quả đấy anh ơi. Bú luôn mỏ quả. Và cảm ơn bạn Tiến Hướng vừa gửi tặng 50 sao nha. Quay trở lại với xe. Đây, ô trận này dường như là một bài yếu dành cho Tiểu Màn Thầu. Thầu chưa bánh xe. Bây giờ mới có bánh xe xong. Một pha vé chất lượng đến từ chim sẻ. Nhưng một cái thôi là chưa đủ. Các bạn có thể thấy. Vâng, đúng là con mắt của những game thủ top 1. Họ nhìn cái hốc nho nhỏ xinh xinh thì những vẽ ruộng là cực kỳ đẹp dành cho chim sẻ. Vẽ ruộng là cực kỳ đẹp nhưng thầu cảm giác là mệt rồi. Thầu cảm giác mệt rồi. Mệt rồi. Vâng. Dân đứng chơi và đã phải nằm xuống. 45-76 đó tham lai của game thủ chim sẻ ở thời điểm hiện tại. Và bên này thì Hoàng Nhi anh chỉ cần giữ được nhiều ngựa chém là càng tốt. Nhưng bên này bây giờ BB cũng bắt đầu tụ được quân rồi. BB lan hoa. Cái mỏ quả này vừa một pha kene dường như là có ai đó đang khai thác ở đây. Vẫn cần phải quản được dân ăn hoang của Bi nhá. Sát mép bản đồ. Có một cái mỏ quả vừa nhìn thấy nhưng mà như là không có Bi ăn ở đấy. Ờ có bản đồ ở mép bản đồ anh Bách kia. Chấm màu 4. Đấy trời ơi. Chấm màu 4. Cái mỏ quả. Ai chạy. Vâng, chạy. Không, như vậy là Bi lấy dân chèn vào khu vực BE hở. 24-44. Nhưng thầu mất khá nhiều dân rồi nha anh em nhá. Còn đây là 54-84. Sẻ bắt đầu bung dần ra bên ngoài. Vâng, sẻ bắt đầu bung ra ngoài. Cảm ơn anh Cao Văn Bách vừa gửi tặng 200 sao. Cảm ơn anh Trung Quang vừa gửi tặng 100 sao nha. Cảm ơn tấm lòng và tình cảm của tất cả quý vị khán giả. Hai game thủ chúng ta vẫn đang cố gắng để không phụ lòng của anh em đang ủng hộ. 57-84. Và con số lên 21 rồi. Em nghĩ rằng là nó có thể vượt qua được con số 24. Bây giờ là 17. Tiếp tục là quản dân của game thủ Tiểu Màn Thầu. Và kiểm tra lại luôn cái mỏ quả này. Tránh cái việc mà đồ bạn loanh quanh trở lại quay lại ăn. Mỏ 4 hãy nhớ rằng BB hay có những cái bài mà bung mạnh một tân dân đấy nhá. Cần phải soi tham xem là BB nó có bung mạnh một tân dân không. Tham này cân rồi đấy. Tham này cân thôi.
Baby thì bé hơn so với chim sẻ một chút, nhưng bên này thì Hoàng Minh Nhi lại nhỏ hơn so với tiểu bàn thờ một tí. May một tuần lướt qua. Quay lại, quay lại, tân mùa quay lại, sẻ ơi. Quay lại, đấy, chỗ con sư tử. Rồi, chơi đi. Thầu nó có quay lại chéo không anh? Chạy rồi, và như vậy là thầu cảm giác không thơm mà thầu cũng chạy rất nhanh. À, như vậy là chí lớn gặp nhau. Vâng, chí lớn gặp nhau. Và bỏ quả, ông nào cũng chỉ thích ăn quả thôi. Bởi vì phi hiêu, phi voi thì dễ bị lộ. Vâng, phi hiêu, phi voi thì dễ bị lộ. Kiểm tra lại cái mỏ quả này xem. Không có. Rồi, thầu đang cảm giác ăn ngon lành. Nhưng Hoàng Ma Nhi sẽ vào đấm luôn. Đấm luôn. Quay tròn lại, không cho nó chạy con nào cả. Rồi. Chết luôn ba con nông dân này. Bây giờ Hoàng Ma Nhi cũng đang đi tìm ăn hoa. Quay trở lại với máy của sẻ thôi. 81/120. Không biết là chém bên kia nhiều, sẻ có cần phải lên giáp 4 không? Rằng nếu không lên giáp 4 thì có thể lên cái bản đồ cũng được. Lên cái bản đồ để có thể nhìn cái thế như nhà của game thủ BB. Để ốp. Chắc là sẽ tính đến việc đào vàng chắc. Ở khu vực này, khu vực mà đã kín rồi. Đã kín bằng ruộng rồi. Chặt hết gỗ và vè và sẻ vẽ ruộng nó cực kỳ đẹp. Như vậy được bơm vàng để có thể lên bản đồ. Cũng hợp lý khi mà bên kia thầu không có quá nhiều chém. Đây là 19/32. Đây là 96/124. Vâng. Ba con số 2 nó đang hiện trên màn hình. Còn bây giờ là một pha ốp nhà. Xẻ thì đã lên cái bản đồ rồi. Xẻ đã lên cái bản đồ rồi. Có anh Bách chạy thẳng về đời nhà xẻ mà vẽ ruộng được. Có gỗ này, mình 700 gỗ về nhà xẻ, xẻ bảo kê cho mà vẽ ruộng. Chứ loanh quanh trên bản đồ này không ổn định lắm. Bãi vàng về nhà sẽ ăn cũng được. Ê, hả? Sẽ đấu quân đi nhá, sẽ đấu quân đi nhá. Đấu đi nhá, sẻ ơi, sẻ cứ đấu mạnh lên. Sẻ đấu mạnh lên. Bi thì hay có những cái bài mà bung một mạch dân lắm. Vào tầm này tôi cảm giác rằng lượng quân của game thủ BB đang là ít hơn so với sẻ là quá nhiều. Còn mặt này thì Hoàng Minh Nhi đang cố gắng đục. Vâng, đang cố gắng đục. Đục qua đi anh ấy, đục qua đi. Sẻ đang đấu quân đó. À, như vậy là họ vừa đứng ở đây. Rồi, quay lại với máy của sẻ thôi. Sẻ đang án ngữ trên con dốc này. Và cứ đấu đi để cho anh Bách ở trong nhà anh có thể móc. Ở nhà mình thì thầu có vài con ngựa chém. Rồi tầm này chúng ta nhiều dân không quá đáng sợ. Đóng cửa và thả chó. Tuần này thầu vừa nãy bị nhốt lò rồi chưa kinh à. Bây giờ cái tưởng ngon ăn lao vào chém. Vậy. Vâng, như vậy là hơi xịt nhưng mà có dân chặn đường ở đây. Hay quá sẻ ơi. Và tơn ở đi công thì ốp chết được BB rồi. Tơn này mất một vài con nông dân thì không quá đáng ngại đâu. Còn đây là 13. Ờ, cái gì đây? Như vậy là nhà chính thì vẽ ruộng. Chưa chết. Như vậy là chưa chết. BB đang lùi hết vào trong góc 9 giờ. Vâng, BB đang lùi hết vào trong góc 9 giờ. Sẻ đang muốn bắt đầu đào vàng. Vâng, túc tắc đào vàng để có thể cân đôi một cách chắc chắn hơn. Tôi nghĩ rằng chim sẻ với tính cách chim sẻ đánh kiểu chắc chắn, không mạo hiểm lao vào. Bây giờ thì cứ đánh cho BB buộc phải lùi cơ sở làm ăn. Lùi cơ sở làm ăn thì BB không bao giờ khỏe để được bằng sẻ. Nhà xấu và sẻ đang đứng cung rờ để có thể kê các mỏ gỗ. Đứng quân là quá chuẩn bài. Và đúng là chơi theo kiểu bung một mạch dân. 68 dân đến từ game thủ BB. Vẫn phong cách và lối đánh quen thuộc của BB thôi. Bên này thì sẻ bắt đầu đào vàng. Không vội vàng. Việc mà game thủ BB lùi vào phía trong như thế kia thì cũng mất rất nhiều gỗ để có thể vẽ thêm ruộng mới. Mà cái khu vực trong góc 9 giờ kia thì BB hết rừng rồi. Đây, bây giờ tôi nghĩ rằng cứ đứng ở bên ngoài quản rừng này của sẻ của BB là BB tím rồi. Trong cái góc 9 giờ kia không còn gỗ đâu nhá. Trong góc 9 giờ kia là không còn gỗ đâu. Bây giờ sẻ chỉ cần đứng ở ngoài này ở nhà đào vàng lên 4, thế là xong rồi. Vâng, thế là xong rồi. Mỏ vàng 2 kìa sẻ ơi. Mỏ vàng 2 cho nông dân làm việc. Rồi cho dân làm việc. Biết là sẻ lên đào vàng chưa? Tôi nghĩ rằng chắc là lên rồi. Rồi cứ đi quản đứng xung quanh nhà của game thủ BB không còn rừng. Và không có rừng để thi đấu.
lùi vào trong kia thì chỉ vẽ được ruộng thôi, và chỉ vẽ được ruộng thôi. Đứng ở ngoài này áp được vào ở nhà đóng ca dần đi thôi. Vâng, đóng ca đã, từ từ đã, đóng ca đã, đóng ca đã, đóng ca đã, hợp lý rồi, đóng ca dần đi, đóng ca dần, đóng ca xong là vâng, thực và vàng dồn lên là vừa tập, thực và vàng dồn lên là vừa tập. Thầu bây giờ chỉ còn một vài con ngựa chém thì không có cửa vào nhà của sẻ, không có cửa vào nhà của sẻ được chưa? Thế cho nó nhanh. Vâng, 162 rồi. Còn đây là Hoàng Mai Nhi. Thôi Hoàng Mai Nhi tầm này là có thể anh tập trung hồi cũng được, cũng không cần phải thi đấu nhiều nữa. Kiệt máu rồi thì tầm này anh có thể nghỉ ngơi một chút để cho chim sẻ có thể lưu nhà của Bi. Vâng, cuộc đối đầu vẫn là hai cái tên Bi và sẻ, hai thái cực của cái nền đế chế Việt Nam. Nhưng mà phải nói rằng phải có cả hai ông này thì xem nó mới sướng. Vâng, thì xem nó mới sướng. Chứ một trong hai ông mà không đánh chế thì cảm giác cũng buồn. Tôi đứng mãi trên đỉnh cao, một hai ông mà đứng ở trên đỉnh cao thì cảm giác lạnh lắm. Nó phải có những người đối đầu với mình xem nó mới sướng. Nó phải có đối trọng. Bi bên kia vẫn đang chống cự, không biết là đang chờ đợi cái gì nữa. Hay là chiến thuật của đội bạn là đánh cho một lúc nữa để cho game thủ Hoàng Mạnh mệt, hay là chơi theo kiểu thế. Vâng, cảm ơn anh Công Nguyên vừa gửi tặng 100 sao nha. Vâng, cảm ơn và xin gửi lời chào tới 24.200 anh em theo dõi. Gần bằng vừa nãy rồi, không biết liệu có phá được kỷ lục của lớp cháo gà hay không đây. Còn bên này thì vâng, game thủ chim sẻ thì nắng đã lên 4 xong. Lượng cung rò của chim sẻ còn lại là quá nhiều, còn lại là cực kỳ nhiều. Thực sự là một cái thế nhà mà chỉ có hai cái cánh rừng dừa ở thời điểm đầu tiên thôi. Nhưng chim sẻ với cái việc mà cầm quân sở trường AC và lại được đánh ở một cái thế mà có hốc nữa. Cơ cấu top 1 thì đặt cơ cấu nó mặc bình thân, phải e nó ghê quá. Phải đấm cho thầu không trượt phát nào. Cái tội vừa nãy là quấy cậu. Hay quá. Lượng quân, lượng cung R của game thủ chim sẻ phía trước mặt nhà của BB còn lại là quá quá nhiều. Và bên kia không thích quýt thì hay, phải chăng là BB cũng đang kích 4? Phải chăng là BB đang kích 4 bởi vì trong góc 9 giờ kia họ cũng có vàng. Cũng có thể là họ đang kích 4. Nhưng bây giờ thì lấy gì để có thể đỡ đây? Và bây giờ thì lại có gì để đỡ dành cho game thủ BB đây? Em nghĩ anh Bách Lao mà chém thẳng thì không cần phải đảo nữa anh ơi. Không cần phải đảo nữa, tầm này cho nó bắn. Bởi vì sau pha ốp nhà này có lẽ Bi sẽ nằm rồi. Và tầm này là bao nhiêu cay cú chúng ta dồn hết vào. Lao thẳng vào mà chém, ít cũng chém. Đúng là BB vừa kích 4 xong. Và BB quýt rồi. À, đúng là BB kích 4. Và đúng là BB kích 4, đó là lý do tại sao mà BB chưa quýt. Nhưng pha này làm pha ốp lên và dứt điểm được BB. Và cảm ơn 25.000 anh em nhé, vừa chạm ngưỡng 25.000 rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã vào theo dõi và ủng hộ. Bi cũng không phải là dạng vừa, bùng một phát là 70 mấy dần. Kinh thật. Ghê đấy. 73 dần gì kìa. Vâng, tỷ số được nâng lên là 2-0 rồi.